Hi, xin chào bạn. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 1 năm 2024 ha, cũng rơi vào ngày cuối tuần luôn. Thì hôm nay mình xin cập nhật cho bạn giá và khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 1 này. Thì xem đầu năm mới của năm 2024 Samsung có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái con có giá thấp nhất. Samsung Galaxy A05 phiên bản RAM 4GB giá là 3.090.000. Đó là Samsung Galaxy A05. Con này phiên bản RAM 6GB các bạn. Giá hiện tại là 3.490.000 và nó giảm là còn 3.290.000 các bạn. Samsung Galaxy A05 này hiện tại thì các bạn mua sẽ được giảm thêm 200.000 khi các bạn tham gia chương trình đổi điện thoại cũ ha. Hỗ trợ gốc 0% lãi suất luôn. Đây là chiếc Samsung Galaxy A05. A05 này ngoài phiên bản RAM 6GB nó có phiên bản giá thấp hơn, nó là RAM 4GB các bạn nha. Thiết kế mặt lưng phía sau rất là đẹp nha. Mặc dù phân khúc giá rẻ nhưng mà thiết kế bóng rất là đẹp, màu bạc. A05 này thì sở hữu màn hình là 6,7 inch với độ phân giải màn hình là HD cộng. Máy sẽ được trang bị chip là Helio G85. RAM trên máy sẽ có hai phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 128 và phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 8 megapixel. Hai camera phía sau với cam chính là 50, một cam phụ với độ phân giải là 2 megapixel các bạn ha. Và ở đây là cái đèn LED của hãng. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Giá là 3.290.000, giá đã giảm các bạn nha. Rồi, tiếp theo một bản nâng cấp của A05 đó là Samsung Galaxy A05s phiên bản RAM 6GB luôn các bạn. Con này thì giá 4.490.000, giảm được 400 là còn 4.090.000 ha. Hỗ trợ các bạn gói 0% lãi suất. Giảm thêm 2% khi bạn đổi máy 2G lên Galaxy A05s RAM 4GB có giá là 3.990, giảm 300 là còn 3.690.000 các bạn. Rồi, đây là chiếc Samsung Galaxy A05s. A05s này thì nó bản nâng cấp từ A05 với 3 camera phía sau luôn các bạn nha. Cam chính lên đến là 50, hai cam phụ lần lượt là 2 và 2 megapixel. Camera selfie với độ phân giải nâng cấp lên là 13 megapixel các bạn. Tần số quét màn hình con này là 90Hz. Màn hình là 6,7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được con chip trang bị chip là Qualcomm 680. RAM 6GB, bộ nhớ đây là 128GB. Ngoài ra máy sẽ có thêm phiên bản là RAM 4GB nữa các bạn nha. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Những dòng Samsung bây giờ các bạn mua trong phân khúc giá nào cũng đều không có cái củ sạc nha. Các bạn sử dụng thì các bạn phải mua thêm một củ sạc, nó mới hỗ trợ các bạn sạc nhanh lên đến là 25W. Giá 4.090.000 cho A05s RAM 6GB. Rồi, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Samsung. Đó là Samsung Galaxy A15. Cực kỳ đẹp các bạn, thiết kế màu vàng rất là đẹp nha. A15 thường. A15 này thì nó sở hữu màn hình là 6,5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị con chip là Helio G99. RAM trên máy thì chúng ta sẽ có RAM 8GB bộ nhớ 128GB và một phiên bản là RAM 8 bộ nhớ 256GB. Camera selfie phía trước có độ phân giải 13 megapixel. 3 camera phía sau với cam chính là 50. Cam phụ lần lượt là 5 và 2 megapixel các bạn. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. A15 hiện tại phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB giá là 4.990, hỗ trợ các bạn gói 0% lãi suất. Phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB là 5.590.000, giảm là còn 5.290, hỗ trợ gói 0% lãi suất. Bộ nhớ 256GB thì nó chênh lệch so với con 128GB tầm khoảng đâu đó 300.000 các bạn. Samsung Galaxy A15 phiên bản 5G giá là 6.290, giảm là còn 5.990. Thì A15 5G sở hữu màn hình là 6,5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị con chip là Dimensity 6100 LED. RAM 8 bộ nhớ lên đến là 256GB. Camera thì chúng ta sẽ có 3 camera phía sau với cam chính là 50, cam phụ lần lượt là 2 và 5, selfie là 13 megapixel, viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. A14 phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128GB giá là 4.490, giảm 1 triệu là còn 3.490 các bạn. Con này hiện tại thì màn hình là 6,6 inch với độ phân giải là Full HD cộng.
Máy được trang bị con chip là Exynos 850, RAM 4 bộ nhớ 128GB. 3 camera phía sau với cam chính là 50, cam phụ lần lượt là 5 và 2, selfie 13, viên pin là 5000 và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 15W nha. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A25 5G. Đây là cái thiết kế mặt phía sau. A25 5G này sở hữu màn hình là 6,5 inch với độ phân giải là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1280 5G. Máy sẽ có hai phiên bản RAM 6GB bộ nhớ 128 và phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 13MP. 3 camera phía sau với cam chính là 50, 2 cam phụ lần lượt là 8 và 2MP. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W các bạn. Thì con Samsung Galaxy A25 5G này á, đối với phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB giá là 6.590.000. Đối với phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB giá là 6.990, mắc hơn 400.000 các bạn nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy M34 5G giá 7.990 giảm 500 là còn 7.490. Đây là chiếc M34 với viên pin rất là trâu 6000mAh ha. M34 này sở hữu màn hình là 6,7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy được trang bị chip Exynos 1280. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải 13MP. 3 camera phía sau với cam chính là 50, 2 cam phụ lần lượt là 8 và 2MP. Máy sẽ được trang bị viên pin là 6000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W các bạn nha. Nhắc tới dòng M là chúng ta không nghĩ đến là viên pin các bạn ha, viên 6000. Con này giá hiện tại là còn có 7.490 thôi. Rồi, một phiên bản nâng cấp của M34 đó là Samsung Galaxy M54 5G. Chiếc máy thiết kế rất là đẹp luôn bạn. 47 rất là đẹp ha, mặt lưng phía sau. Mặc dù là viên pin 6000mAh nhưng mà con này thiết kế khá là mỏng so với con M34. M54 này thì sở hữu màn hình là 6,7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1380. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ lên đến là 256GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie lên đến là 32MP. 3 camera phía sau với cam chính lên đến 108MP. Camera phụ lần lượt là 8 và 2, viên pin là 6000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. M54 hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 11.990 và cuối tuần nó giảm sốc chỉ còn là 9.890.000 các bạn. Giảm cực kỳ sốc luôn. Thường cái con này các bạn mua ngày thường thì nó giảm còn đâu đó tầm khoảng 10.490 hay 10.390 các bạn. Mà hôm nay nó giảm luôn còn có 9.890 thôi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Cực kỳ ngon nha. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy M34. Một dòng máy thiết kế cũng rất là đẹp, sử dụng được công nghệ 5G. M34 này sở hữu màn hình là 6,6 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Dimensity 1080. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ đây là 128GB. Máy sẽ có thêm phiên bản là bộ nhớ 256GB nữa các bạn nha. Camera thì chúng ta sẽ có 3 camera phía sau với cam chính 48MP. 2 cam phụ lần lượt là 8 và 5. Selfie là 13MP. Viên pin trên máy là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. A34 này giá là 8.490.000, hiện tại giảm 1.000.000 các bạn, là còn 7.490.000 thôi. Hỗ trợ các bạn gốc 0% lãi suất. 7.490.000 cho M cho A34. Rồi, tiếp theo một bản nâng cấp của A34 đó là Samsung Galaxy A54. Thiết kế rất đẹp nha. Samsung Galaxy A54 5G này nó hiện tại các bạn mua sẽ có hai cái phiên bản các bạn. Phiên bản bộ nhớ 128GB và phiên bản bộ nhớ 256GB. Phiên bản bộ nhớ 128GB giá là 10.490.000, giảm là còn 9.290.000. Phiên bản 256GB giá 11.490.000, giảm là còn 9.790.000. Nó chênh lệch nhau 500.000 với hai phiên bản 128 và 256 ha. Thì A54 này sẽ sở hữu màn hình là 6,4 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1380. RAM trên máy là RAM 8 bộ nhớ 128 và phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB.
3 camera phía sau với cam chính là 50, cam phụ lần lượt là 12 và 5 megapixel. Selfie là 32 megapixel, phim pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 25W. Rất là đẹp nha. Giá 9.290.000 cho phiên bản 128GB và 9.790.000 cho phiên bản 256GB. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S21 FE phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB, giá 12.990.000, giảm được khoảng 3.500.000 các bạn, là còn 9.490.000. Đây là chiếc S21 FE, một bản dòng S cận cao cấp của Samsung ha. Màn hình rất là đẹp. S21 FE này thì màn hình có sở hữu là 6.4 inch với độ và phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị chip là Exynos 2000, sử dụng được công nghệ 5G, RAM 6 bộ nhớ đây là 128GB. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản là RAM 8 bộ nhớ 128 và một phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB các bạn nha, ba phiên bản luôn. Camera selfie 32 megapixel, 3 camera phía sau với 9-12, cam phụ 12 và camera phụ là 8. Viên pin là 4500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Giá 9.490.000 cho S21 FE RAM 6 bộ nhớ 128GB. Rồi, một siêu phẩm của Samsung một thời gian trước đó là Samsung Galaxy S22 Ultra. Con này hiện tại các bạn mua có giá là 30.990.000 và hiện tại nó giảm 16 triệu. Làm giảm 14 triệu các bạn ha, 14 triệu là còn 16.990. S22 Ultra này sở hữu màn hình là 6,8 inch với độ phân giải là 2K cộng. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ đây là 128GB. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 8 Gen 1 các bạn. Camera selfie với độ phân giải là 40 megapixel ha. 4 camera phía sau với cam chính là 108MP. 3 cam phụ lần lượt là 12, 10, 10 và một cái đèn LED và cụm cảm biến ha. S22 Ultra này sẽ cho các bạn zoom camera sau lên đến là 100x các bạn. Zoom cực kỳ xa và thấy rõ nét luôn. Viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 45W nha. Dòng S nhưng mà sử dụng được bút pen nha. Đây bút pen đó. Các bạn có thể sử dụng những thao tác không chạm như chụp ảnh nè, nó ghi chú các kiểu rất là nhanh và tiện. Rồi Samsung Galaxy S23 FE 5G giá 14.890.000, hiện tại giảm là còn 13.390.000, hỗ trợ gốc 0% lãi suất, tặng thêm một tai nghe Buds FE hoặc là giảm giá 500.000. Đây là chiếc S23 FE bản thay thế cho S21 FE các bạn, cũng rất là đẹp nha. Nó phối hợp giữa cái con S23 Plus và dòng S23 các bạn. Con này thì màn hình là 6,4 inch với độ phân giải là Full HD cộng ha. Máy sẽ được trang bị con chip Exynos 2000, RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie độ phân giải là 10 megapixel. Camera chính phía sau độ phân giải là 50, một cam phụ độ phân giải là 12 và 8 mê. Viên pin là 4500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Giá là 13.390.000. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB màu xanh rêu, rất là đẹp. Con này thì màn hình là 6,8 inch, độ phân giải là 2K cộng. Máy được trang bị con chip là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy, một con chip tối ưu cho dòng Samsung ha. RAM 8 bộ nhớ đây là 256GB. Camera selfie 12 megapixel. 3 camera, 4 camera phía sau với cam chính là 200MP và 3 cam phụ lần lượt là 12, 10, 10. Viên pin trên máy là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 45W các bạn. S23 Ultra này có giá là 31.990, hiện tại giảm là còn 25.990 ha, hỗ trợ gốc 0% lãi suất luôn. Rồi tiếp theo Samsung Galaxy S23 Plus 256GB giá 24.990, giảm là còn 17.990 các bạn. S23 Plus rất là đẹp nha. Con này thì màn hình 6,6 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị con chip là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy. RAM 8 bộ nhớ lên đến là 256GB ha. Camera selfie là 12. 3 camera phía sau với cam chính là 50, cam phụ lần lượt là 12 và 10. Viên pin là 4700 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 45W. Samsung Galaxy S23 thường 5G
giá giảm luôn là chỉ còn 15.990 các bạn, giá gốc là 22.990 ha. Máy rất là nhỏ gọn, rất là đẹp luôn. Rồi một siêu phẩm của Samsung đó là Samsung Galaxy Z Fold 5 5G. Z Fold 5 này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 40.990.000, giảm được còn là 38.990. Hỗ trợ gói 0% lãi suất, giảm giá thêm 4 triệu hoặc là bạn sẽ được tặng cái đồng hồ Samsung Galaxy Watch 6 nha. Nếu bạn không lấy đồng hồ thì bạn được giảm 4 triệu là còn chỉ tính ra là còn khoảng 34.990 thôi các bạn. Đây là chiếc Z Fold 5. Rất là đẹp. Năm nay rất là mỏng và không có kẽ hở luôn bạn. Rồi một siêu phẩm của Samsung đó là Samsung Galaxy Z Flip 5. Z Flip 5 này giá là 25.990, giảm là còn 16.990 các bạn. Tặng được cái ốp lưng của Z Flip 5 ha. 256GB. Có xịn sò. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 1 này. Thì xem thì các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới nha. Mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.